mời bên nhà đi viếng của cháu Đoàn là Bảo Lý sang lễ thờ viếng ông. Điện xong, mời quý vị về nơi đón tiếp và gia đình để rơi nước, gia đình xin cảm ơn. We'll be right back.
Bác ơi, chúng con về đây, chúng con có vòng hoa lễ bằng tâm thành. Bác ơi, vòng hoa lễ miệng nhan sớm đi vào. Bác ơi, anh chị em ơi, chúng ta con đi về thắp lên cho bác em hướng trần nghề. Gọi bác ba hồn hà bảy tiếng bác về. Lộc nghẹn ngào nay được chào xuân. Gọi nghe bác hôm nay đầy hoang mang. Thôi bác ra đi nay thì diều thoát non bồng à. Chừng dám cho lòng mà con cháu của bác đây. Bác ơi dày băng đen giữa vòng hoa thắm, qua biển người qua vùng đông lẻ thắm thắm. Bác ơi vì vậy là một chút thành tâm mê quân về biển bác. Bác trường tâm gia đình. Bác ơi, bác ra đi cho con cháu của ba hạt hèn. Con ở trên đời chúc con được bình nghĩa. Chắp tay chúng con lạy bác. Bác về chứng giám đồ chỉ cho chúng con thắp hương xong mời quý vị về nơi đón tiếp của gia đình. Để sư y nước gia đình xin cảm ơn. Tiếng khóc này đây là của nghĩa tình thông ra mà ở địa bàn cao bằng trả linh đây ông. Khang ông ơi, đây là tình nghĩa thông ra ở địa bàn cao bằng đây. Ông ơi nghĩa tình thông ra mà mấy chục năm qua. Ông ơi, tuy mà trông con, trông cháu. Ông ơi, để từ vượt đèo gió đèo vàng. Nay nghĩa tình thông ra với con cháu để về thắp chỗ đến nhà đây. Ông Khang ơi, đây là tình nghĩa thông ra bà viện đây. Đây thì bà viết để cung tuổi cao sức yếu. Đây thì gửi tiếng gửi lời quay hiếu nhạc để qua mấy lời thứ tình ông đây. Ông ơi, có mấy lời mà thứ tình bóng hồn ông đây. Để gọi ông để ông tình dày. Rồi ông nghe tiếng nghe lời của gia đình thông ra bà viện để cùng với cháu con đây ông. Ông ấy bao nhiêu năm để vất vả, một bên thì được rè, một bên thì được dâu. Thế mà con rè của ông bà viện thì con trai ông thì đã bỏ chúng tôi, bỏ ông đi sớm rồi. Ông Khang ông Khang ơi, nhưng mà đạo làm dâu con gái của tôi đây.
con gái của tôi đây để cũng về đây để làm báo hiếu cho vong hồn ông đây. Con gái của tôi để cũng về đây làm tông con rồi sinh cháu sinh con để lối dõi tông đường đến ngày hôm nay mà khăn chặt áo dày. Ông có nghe thấy không? Ông nằm trong cô áo thọ đường mặc ra trong nồi để chuyển từ xa xôi đây. Ông ơi, có quản ngại chi đâu à? Có quản ngại khó khăn bao nhiêu đâu? Vất vả bao nhiêu để quên thì ngày hôm nay để dông con để trong nhà. Báo hiếu cho ông bán cơm trắng này đây thì còn đâu có ông ở đời nữa. Khương ông ơi, đêm hôm nay đêm của chứ sao cô. Tình à nghĩa không xa đây thì ông bà viện ở cao bằng ấy thì gửi nghe cố nhà ca buồn là viễn biệt là ông ở đây ông thông ra ơi. Ông tỉnh dậy mà xem à. Ông tỉnh dậy mà xem ngày hôm nay anh em con cháu của tình nghĩa thông ra ở cao bằng đây à. Ngày hôm nay tình nghĩa thông ra ở cao bằng đây về đây mà nhìn thấy di ảnh của ông ngồi kia. Di ảnh của ông ngồi ôm lấy quá có khổ không ông Khang ơi. Chuyện xe nam chiều vượt dốc đèo gió đây vượt dốc đèo gió còn là nữa đâu à đây thì còn là cháu xa cần là dâng lễ tâm mà thành à với đen trầm bà nhang ông thương ơi để lại kiếp sau xin được hẹn lại kiếp sau tình địa thông ra tình địa thông ra ông bà viễn ở cao bằng ước gì kiếp sau để chúng ta lại làm nghĩa tình thông ra một bên đường về một bên đường sống. Buồn thương của nghĩa tình thấu xa.
ông bà Viện ở Cao Bằng, ông ơi.